Sáng ngày hôm nay á, có một số người thì nghi nghi là coi như là người mà được cho phép quay á, là có một cái cá nhân tên gì tôi nhớ không máng là tên gì đó, thì có một người thì cũng là coi như là giật cái máy quay của những người lạ tới, tức là những người mà được phép quay á, còn những người mà YouTube mà mới tới quay á thì cái người đó không có cho quay. Nhưng mà cái này mình nói như thế này, cái vấn đề mà người ta quay phim là cái vấn đề không ai cấm, tại vì người ta quay ở bên ngoài thì nghe nghe mấy anh em nói là như thế, thì cũng nói rằng ngày mai là sẽ cung cấp ra những cái video clip, nhưng mà nếu có tình trạng này thì nên là chấm dứt. Mình không có nơi nào mình cầm cái máy, mình giật cái máy giống như là những cái cá nhân hộ pháp ngày xưa đó, tự xưng là hộ pháp á. Đó, để ta tạo ra một cái vấn đề gọi là nhức nhối trong xã hội. Đó, giật máy quay này kia là cái kiểu như là muốn là độc quyền á. Phải là tranh miếng ăn không anh? Đúng rồi, Hay thì là cái ma cũ mất YouTuber cũ bắt đặt ma mới? giống như là ma cũ bắt nạt ma mới á, Nhưng mà sao có nguồn tin thông tin rằng là một số YouTuber mà như là kênh lớn á là coi như là được vào cái hội nhóm gì của Thiên Đình Tuệ để xong rồi để Thiên Đình Tuệ thì lại cấm những người mới? thì hồi trước đó thì tôi có nghe cái thông tin là có một số người là được phép quay, nhưng mà thử hỏi mọi người như thế này nè, rất là nhiều người đến thì người ta kính trọng thầy, người ta đến, nhưng mà bây giờ quay thì mỗi người người ta có một cái máy điện thoại, người ta quay là cái quyền cá nhân của người ta đó. Và tại sao mà có một YouTuber thì cũng đã lên lên phản ánh về cái sự việc này, là cái sự việc này là theo như là có chứ không phải không có. Cái này không phải là đơm đặt, Đúng đúng, em cũng xác nhận là cái này có là nha. xác nhận là có một YouTuber, tức là trong các YouTuber họ làm nghề họ quay họ kiếm view kiếm like đó, thì có những người họ quen biết thì có thể là nương nhau, nhưng mà cũng có những người mà họ kiểu như là họ muốn là coi như là ma cũ hiếp ma mới á, thì có một YouTuber họ cự lại cái lúc mà giật cái máy á, giật cái máy điện thoại, mà mọi người biết cái máy điện thoại là cái về cái quy định của pháp luật là không có ai mà được mà xâm phạm cái quyền riêng tư điện thoại của người ta, giật máy rồi xóa clip. Mà trong cái điện thoại thì mọi người biết rằng là bao nhiêu cái gọi là riêng Riêng tư tư phải không? cá nhân, dữ liệu và những cái vấn đề như là ngân hàng, Thì lỡ như mất tiền đó là sao. nhưng mà cái anh YouTuber đó bị giật điện thoại xong anh bức xúc Cái anh anh đã YouTuber lên tiếng đúng này, không? anh YouTuber này như là cái anh như một cái kênh YouTube tôi cũng cũng nghe kể là thôi Thì cái đó, này xin phép được giấu tên đi ha. xin phép được giấu Nhưng tên mà anh đi. đã bức xúc anh nói anh kênh lại tức là mày động như điện thoại tao rồi vi phạm là tao kiện mày công an á, mày là công ty bên thiên bên Thiên Tuệ đúng không? Xong bắt đầu là cái thằng kia nó trả lại điện thoại. Đúng rồi, thì Nhưng cái này phải coi lại, coi như mai để mấy anh em coi có ai ghi hình được cái đoạn đó hay không. Nói chung ghi hình cũng nhiều đó, thấy nó cấm nhiều đó, cấm quay rất là nhiều đó nha, mà không biết mấy thằng đó thằng nào, có phải người bên công ty của sư bá hay không. hay là sao, hay là nó vô nó quậy phá gì đó hay không thì chưa rõ Đúng ha. rồi. Cái này tôi nói là đâu qua đó đàng hoàng, tôi không biết là có người nào đó vô quậy phá hay không, nhưng mà có người giật máy quay là nói rằng là kiểu như là không được phép quay đó. Thì bây giờ mình đặt ra cái vấn đề là tại sao mà không được phép quay, trong khi là coi như là có một số YouTube thì lại được phép quay. Nếu mà các anh trên đó mà làm như vậy là ảnh hưởng tới tới sư Minh Tuệ, kiểu như là người được quay người được không á, giống như là lính của mình được quay mà lính người người khác tới không được quay đó, Cho nên đó là phải ảnh nhạy cảm lắm. cần làm rõ và xác định rõ là ai chủ trương cái này, ai là người chủ trương cái này ha. Cái này hy vọng là sư bá lên tiếng coi như là để giải thích cho rất là nhiều người cũng đang tò mò thắc mắc. Tại vì trên đó thì mình theo như mình thấy được biết là có một số người thì cũng quay là xuyên suốt ở đó, mình không có tiện nói tên thì mọi người cũng biết rồi. Và khi mà cái lượt view like nó lên á thì mọi người thấy rằng có nhiều YouTube tới, những cái YouTube mà họ mới làm á, mới làm kênh, mà cũng như là có những YouTube thì cái lượng người theo dõi và lượng sub họ cũng muốn lên để mà kéo tương tác á, cái kênh á, nhưng mà bị là cái cá nhân của một YouTube, theo như là thông tin là cá nhân một YouTube đó, là giật điện thoại này kia á, cái là nó phản ánh về, thì Em tôi thấy thấy á, là em thấy có một chị gái sáng nay á mà có hai ba chị gái như là đơn thân luôn, cũng như là người ta nghèo khổ dưới miền Tây lên á, xong rồi họ cũng quay phim để kiếm là đồng tiền trang trải của cuộc sống này kia đó,
Nhưng mà mấy anh làm như vậy rồi tội nghiệp người ta cũng kiếm đồng tiền bát gạo, người ta đi từ xa tới mà vất vả, người ta cực khổ. Thì mấy anh hy vọng là mọi người cho mấy chị đó lan tỏa những hình ảnh đẹp của ngài, chứ có làm gì đâu mà cứ giật điện thoại cứ ỷ đông hiếp yếu mà nó gây ảnh hưởng. Rồi tới hồi mà cô Phương Hằng, ví dụ cô CEO cô lên tiếng rồi sao, đúng không? Cái đó là làm như vậy là thứ nhất là ảnh hưởng tới cái việc mà tu hành của thầy đó. Cái chủ trương này do ai, mình mới cần làm rõ chủ trương này do ai. Dạ. Và cái vấn đề mà mình lên mình nói đây là có một người giật máy, cái đó là vấn đề, đó là có sự thật, có và có anh em cũng báo về. Ừ, sáng nay mấy trường hợp mà báo về đó, báo về phản ánh về là có một người đâu có quyền mà giật điện thoại của người ta. Mình là cái người có quyền gì khi mà ở bên ngoài thì người ta quay, đúng không ạ? Nên là cần làm rõ người đó là ở đâu, như thế nào. Tức là sư Minh Tuệ là không có cấm nha mọi người, ai quay cũng được hết. Sư Minh Tuệ miễn là sao mọi người thấy hạnh phúc là sư Minh Tuệ cho à. Sư Minh Tuệ không cấm mà sao mấy người có quyền cấm ở đây? Thì theo như là cái bạn YouTuber đó cũng phản ánh về, nó là cái bạn đó là cũng làm YouTube đó, cũng là kênh YouTube luôn đó. Nha. Cái này là mình phải nói rõ, cái bạn đó, cái bạn mà coi như là giật máy quay á. Đó, để mà coi như là không có cho phép, rồi ai quay là xóa hết. Đó là cái bạn đó cũng làm YouTube luôn. Đó, chứ để mọi người tránh cái sự hiểu lầm. Nghe nói là thằng đó nó ba trợn, nó xóa trong video điện thoại của người ta. Rồi nó xóa vô cái đồ của người ta luôn, rồi rất là nhiều chị em bức xúc như nó. Đó là làm gì là vi phạm pháp luật đó nha. Tại vì cái điện thoại là cái quyền cá nhân của người ta. Đúng không? Ví dụ đúng như rồi, mình có rồi. Nhiều cách. Ví dụ như bây giờ mình muốn độc quyền, bây giờ hình ảnh đó mình đăng ký đi. Đăng ký thương hiệu, đăng ký gì đó. Rồi nếu mà ai mà đưa đăng mạng thì mình đánh bản quyền. Vậy rồi, thôi. Có một cái trường hợp mà quay cái bản hiệu công ty Thiên Đình Tuệ đó. Quay bản hiệu thôi mà cũng đánh gậy được người ta nữa. Ừ, cái này cũng nghe đồn thôi. Nhưng mà nếu mà có vậy là thật sự là tôi cũng thấy là nói chung ra thì cái việc này á, là phải làm rõ cái chủ trương do ai. Cái chủ trương do ai. Tại vì cơ bản mình thấy hiện tại bây giờ là có cái thông tin là cái vấn đề độc quyền hình ảnh á. Dạ. Độc quyền hình ảnh. Anh ở trên đây cũng nhiều người anh thấy coi như là có nhiều kẻ coi như là nó trà trộn vào mà ảnh hưởng. Nó là mất đi hình ảnh đẹp của bà con ở trên đó. Đó thì bây giờ em nói anh hỏi thêm một câu nữa là tình hình sắp tới á. Nếu mà theo anh á, bây giờ tụi em đứng ở bên cầu này, tụi em đứng ở sư Minh Tuệ đang ở bên kia đúng không? Bây giờ tụi em đứng ở bên công viên này, quán nước này, em cứ chĩa máy em zoom 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 vô thầy á, em quay chĩa vô thầy ở từ xa chắc phải khoảng 50 mét á, 100 mét á. Nhưng mà đúng theo rồi. Anh cái đường tụi em có được phép không? Thì quay thì mình thấy là bây giờ có những kênh đó thì họ quay, nhưng mà mình cũng không biết làm sao mà nói bây giờ. YouTube thì ở đó thì mình cũng biết là một số kênh thôi. Kênh gì đó thì bữa có mấy người mà người ta lên người ta đọc tên đó. Thì tôi không biết là cái công văn đó là có thật hay không nữa. Cái công văn mà của anh Tấn, cái công văn lấy trên mạng thì chưa có kiểm chứng rõ là không biết có thật hay không. Cho nên là bây giờ như thế này, cái vấn đề bây giờ sư Minh Tuệ tu, tôi nghĩ rằng là mọi người cũng nên là trong cái thời điểm nhạy cảm là đừng có làm ồn ào. Thứ nhất là ảnh hưởng tới an ninh trật tự địa phương. Cái đó là vấn đề thật sự. Mọi người thấy rằng rất là nhiều những câu chuyện mà khi mà quay đưa hình ảnh lên xong rồi nó có trái chiều. Rồi xuất phát từ do đâu, cái này phải thật sự mà nói. Mọi người thấy là có những YouTuber từng xuống dưới đó quay. Rồi sau đó về lại coi như là đi ngược lại. Thì cũng chính họ đưa lên rồi bây giờ họ lại đạp xuống. Đó. Thì cái đó là cái nguồn cơ do đâu? Cũng là do gọi là cái sự gọi là quay bất chấp, quay phim mà không kể ngày lẫn đêm. Tôi biết rằng là mọi người kiếm cái đồng tiền, ai cũng như ai kiếm cái cuộc sống lo gia đình, rồi bắt đầu xảy ra những cái hệ lụy tranh giành cái lượt view, đó, cái hơn thua nhau lượt view, rồi bắt đầu là vì đồng tiền bắt đầu nó sẽ có những cái hiện tượng xấu, đúng không? Còn cá nhân của sư Minh Tuệ đó thì hiện tại bây giờ đó chưa có cái gì xấu cả. Đúng không? Tại vì mình bây giờ là một cái người mà khi mà gọi là vi phạm pháp luật thì phải là có cơ quan chức năng người ta kiểm chứng. Dạ. Đúng không? Hoặc là có những cái vấn đề thông tin trên chính thống. Dạ. Đúng không? Còn không có gì cả là người đó vẫn là một cái công dân. Đúng không?
một công dân bình thường, công dân tốt, không có gì cả. Cho nên là vấn đề quay phim này tôi thấy có vấn đề tranh giành nữa rồi đó. Tranh giành rồi, lộn xộn rồi, coi như là xô đẩy rồi, là mất trật tự cho nên thấy có vấn đề quay phim này, có vấn đề xảy ra tranh giành này. Đó. Rồi bà con tới gặp sư Minh Tuệ khóc lóc, xong rồi chúng nó giật tít rằng ngất xỉu. Mấy nhưng YouTuber mà... này anh lên tiếng mấy đứa YouTuber dơ này anh YouTuber bây giờ không phải là quơ đủ cá nắm nha, nhưng mà tôi thấy rằng là phải nói rằng là nó làm ảnh hưởng tới người làm ăn chân chính. Những không phải là YouTuber nào cũng xấu. Đúng. Nhưng mà có những YouTuber tôi thấy là lợi dụng vào hình ảnh của sư Minh Tuệ để mà bất chấp câu view, câu like. Và sau đó thì họ bắt đầu họ vùi dập và họ đưa lên, họ đạp xuống là cũng do một số cái YouTuber đó. YouTuber có hai dạng, như một là lương tâm, YouTuber lương tâm với là YouTuber lương tháng ha. Đúng rồi. Thì một có nhiều anh em mà một ngày đăng nhiều tập anh? Như Neil á, là lúc trước là nó đăng ngày là mười mấy tập. Thì quay sư Minh Tuệ mà ngày mười mấy tập hả? Lúc mà cái tháng tư tháng sáu mà trên những cái trang phân tích về cái lượt thu nhập của cái YouTuber này là một ngày là có thể từ 30-40 triệu trở lên. Ngày mà quay sư Minh Tuệ, bao sư Minh Tuệ đi vệ sinh, đi xỉa răng đóng quay ngày 40-50 tập hả trời đấy. Thì đó, một cái... ngày quân bình vậy đó, mọi người nghĩ bao nhiêu đó view thì mọi người tính ra thì lương tháng rồi. Bình quân là mấy tháng đó thì cũng kiếm phải đâu đó phải gần tỷ. Bắt buộc phải sao kê với bắt để lên sao kê đi. Mà bây giờ tôi nói thật sự quay tôi có nhiều cái biến tướng. Quay người ta cho đã xong rồi bắt đầu là coi như là xong rồi bắt đầu quay sang bắt đầu là nói xấu chủ giật người ta. Cũng mình tạo ra. Đúng không? Mình lên mình tự mình quay chứ ai kia mình quay. Rồi sau đó tiếp tục nữa tranh già tranh giành. Thằng này quay nhiều view, thằng kia quay ít view. Rồi thằng này thọt thằng kia. Đâm thọt rồi bắt đầu chọt nhau. Dạ. Giờ tôi thấy nên là giải tán cái nhóm YouTuber này. Nếu không sau này là biến tướng. Tôi giải tán YouTuber này là nói thật sự mà nói xử lý mạnh vô. Anh cái lời khuyên tới sư bá là nên giải tán sớm cái đám YouTuber này đúng không? Giải tán không có cho ai quay hết. Không cho một người quay còn, là sẽ quay còn ngoài. Những người mà mọi người mà đến này kia đó thì người ta quay chơi được. Còn quay mà để mà làm cái vấn đề kiếm tiền á thì đừng có cho quay. Bữa trước em thấy như bắt ngưng hết rồi mà sao giờ lại lòi ra đóng rồi. Đừng có cho quay, bây giờ là quay đưa lên là xử lý nghiêm vô là sợ à. Một lần là một là vài người là sợ à. Tại vì bây giờ họ đưa lên mọi người thấy rằng là bây giờ họ đưa lên á thì họ cũng đạp xuống. Đó, để khuấy động cái gọi là cái mạng này lên. Quay mà mọi người biết rằng họ đâu phải đơn giản họ tự chạy xuống nó quay. Phải có view, có tiền họ mới quay. Chứ bây giờ quay mà không có view họ cũng bỏ. Đó tôi nói thật sự. Tức là quay nhưng mà phải có điểm dừng. Mình phải biết cái điểm dừng. Còn quay mà bất chấp vậy tôi nghĩ là thua. Mấy anh em làm vậy thua. Mấy anh em mà không dừng lại là tập sau chúng tôi sẽ có giờ kêu rõ họ tên luôn á. Còn quay là... phim với nhau rồi lúc đó xuống quay rồi cũng anh em ngồi nhậu chung rồi sau này bắt đầu bán đứng nhau, đâm thọt nhau. Tôi thấy là chơi vậy là không nên. Cũng vì miếng cơm manh áo thôi. Rồi ganh tị tranh giành, phe này phe nọ, chia phe chia phái. Rồi bắt đầu có những cái hận thù nhau. Mấy anh em đừng có làm vậy. Đúng rồi, không có tốt đâu. Mình sống mình đâu đó coi người ta sai có pháp luật xử lý. Mình cố tình tạo ra cái gọi là cái hiện tượng để mà mục đích trục lợi để gây ra cái gọi là cái drama đó. Để nói qua nói lại. Bêm qua bêm lại câu chuyện này nó đi về đâu. Rồi xảy ra những vấn đề gây gỗ nè. Gây mất trật tự công cộng mà đánh nhau nữa. Đúng không? YouTube này đã bắt đầu là coi như là bên YouTuber kia rồi gặp mặt ở ngoài rồi bực nhau này kia, nó phải là gây mất an ninh không? Cái hiện tượng đó là có. Cụ thể như là những cái drama trước đó, có một số YouTuber là coi như là đi ăn cơm hộp đó, đi vô nhà đá đó. Tôi thấy là cái này nó ảnh hưởng. Đừng làm vậy, để cho người ta tu. Người ta tu có như thế nào chăng nữa, người ta có sai như thế nào đó thì cũng để cho rồi. Cảm ơn những lời chia sẻ của anh nha. Cảm ơn rất nhiều. Có gì cập nhật mọi người tập tiếp theo nha các nhà. Anh chơi một bài nhạc nào. Anh hát một bài Nhân Sinh Quán đi. Chốt bộc lại. Anh lại nào. Mà yêu thân tôi.
tay quá cả nhà.